Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Auto ngày hôm nay. Và tiếp tục video ngày hôm nay, bên Đặng Tín Auto xin thông báo các bác ngày hôm nay trong thời gian đợi chờ hàng. Hôm nay em về được cho bác 50 đôi loa chép rời, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây là một dòng loa chép rời rất cao cấp đây. Đây là một đôi nhá. Đấy, tất cả con này sử dụng bằng hộp gỗ. Và đặc biệt con này hoàn toàn khác với tất cả các loại chép rời ngoài thị trường, là con này sử dụng phân tần rối cực kỳ đẳng cấp luôn. Trước khi vào video, hãy ủng hộ cho một like nhé. Các bác ủng hộ cho một like và đăng ký kênh cho em. Đấy, bác nhìn mặt trước của loa chép rất là đẹp, chép kèn nhá. Thì con này nhà bác nào đang dùng loa lên công đồ chép kèn này, nó hỗ trợ tiếng tép cực kỳ hay. Tí tép bác nghe chất âm của loa ra chép kèn này nó rất hay luôn. Đấy, nhà bác nào dùng một đôi loa rồi hoặc hai đôi rồi phải lên công đồ chép này. Các bác cứ đấu từ đít đẩy hoặc tít âm đi cho em, vì con này sử dụng phân tần rối, yên tâm không thể cháy luôn. Và sử dụng củ chép rất là to luôn. Đây, giới thiệu chi tiết cho anh em nhá. Và con này sử dụng hộp gỗ nhá, chứ không phải như mấy con loại chép đẻo ngoài thị trường đâu nhá, em nói luôn. Đấy, con loại mấy trăm nghìn không tính tiền. Này, sử dụng bằng hộp gỗ nhá. Đằng sau có cầu loa đầy đủ luôn. Đấy. Em đang đấu từ con đẩy đây, một kênh thì con đẩy 800W một kênh. Đấy, vào một đôi loa này thôi, yên tâm thoải mái không giờ cháy được. Đấy, giờ tí cho anh em mình xem luôn. Rất đẹp và rất chắc chắn nhá. Đấy, một đôi. Đấy. Và đây cho các bác xem luôn ruột gan của đôi loa chép chép rời này. Nó chất như nào nhá. Ok. Đầu tiên là củ chép này, rất là to nhá. Anh em lưu ý này, đây là củ chép rất là to chứ không phải như mấy cái dòng chép chép bé tẹo rồi nhá. Đấy, thời gian cháy hết không đánh đâu. Và tiếng nó không thể hay được đây. Bạn nhìn chưa, củ chép này từ sáng quắc luôn. Rất là to và rất là đẹp luôn. Và đặc biệt đây, nó là sử dụng phân tần rối nhá. Anh em nhìn chưa, một chiếc loa chép này thôi nó đã sử dụng phân tần như này rồi. Có biết là bên em nhập hàng này các bác phải hàng xịn như này em mới làm. Chứ còn bên em không bán cái loại chép mà 200-300 nghìn, bên trong nó có một cái tụ vệ bằng ngón tay này, đánh vào đẩy phát chết ngay như này, mà tiếng nó không thể hay như được. Và đặc biệt bác nhìn cho em này, sử dụng phân tần rối nhá. Chép rời thôi nhưng em phải nhập cho các bác những loại nó phải chất lượng như này. Một cụm biến áp này, đấy, chở tụ này, nó phải như này thì tiếng chép nó mới sạch được. Và đặc biệt nó rất an toàn, là không giờ bị cháy. Đấy, phải có phân tần như này thì tiếng tép, một là lọc ra tần số cao nó mới sạch sẽ được. Thì khi anh em ghép vào thì tiếng tép lên nó mới sáng, nó hay được. Chứ cả mỗi con tụ nó không có vấn đề, không có ý nghĩa gì cả luôn. Đấy, bác nhìn cho bác xem kỹ này, phân tần rối nhá. Nó chất lượng nó ở đây, đấy, nó chất lượng ở những cái đơn nguyên này. Được chưa? Thực sự là khi có một đôi chép này vào thì tiếng các bác lên rất là hay đây. Em tép nghe trầm nhá. Bây giờ này, em đang ở lô loa full đằng sau nhá. Bây giờ thêm tép này, và cho tép này. Và tép bác nhìn nhá, đây là đôi loa sau là tiếng tép không được sáng đúng không? Rồi, đợi chút nha. Rồi, cho tép này. Thêm tép đây này. Đây chưa? Nó quá sáng rồi. Rồi, tắt tép đi nhá. Bác nghe tiếng sau rất đục nhá. Đây là full đồng hoàng mà tiếng nó không được sáng này. Bây giờ sẽ vặn cái này lên này. Vặn đôi này lên, bác nghe này, bác nghe nhá. Nó rất là hay luôn. Đấy, bạn này, bạn này, đấy. Không cho là hoạt động cái này. Mỗi loa full đằng sau kìa. Tiếng tối đúng không? Bạn lên loa chắc lên bạn nghe này. Đấy bạn này. Đó phải là chất lượng luôn. Quá đẳng cấp của đôi loa chép rồi. Và ngày hôm nay bắt đầu chốt, nhắn tin cho em chốt loa chép cho em. Đó, nhắn tin cho em chốt loa chép, gọi chốt loa chép cho em. Phải gọi phụ chốt loa chép, nhắn tin cho em chốt loa chép. 1.500.000 một đôi này bao ship, 1.500.000 một đôi bao ship. 1.500.000 bắt đầu chốt, nhắn tin em chốt loa chép nha. Đây, bạn nhìn củ chép này. Chứ không phải như mấy cái dòng củ chép vớ vẩn nhỏ tí hin trên thị trường đâu nhá. 1.500.000 một đôi, bắt đầu chốt nhắn tin em. Em bao ship qua luôn. Nhận hàng kiểm tra anh toán, chốt loa chép, nhắn tin cho em. 1.500.000, bác nào lấy nhắn tin ngay cho em, chốt loa chép. Đấy, 1.500.000 một đôi. Bao ship tận nơi các bác. Bao ship tận nơi các bác. Bác nào chốt nhắn tin cho em 0916 957 888, chốt loa chép 1.500.000 một đôi này. Quá rẻ rồi, thực sự anh em cái tầm giá nó quá rẻ luôn. 1.500.000 một đôi, bác nào chốt nhắn tin cho em chốt loa chép 1.500.000 một đôi. Em bao ship các bác.
Thực sự các bác là trong bộ dàn của bác lên có một đôi la chép hàng xịn này, phân tần rối như này. Đấy, bắt đầu lấy nhắn tin cho em chốt la chép, số lượng cũng không có nhiều đâu. Thực sự cái hàng này thì nó rất là ít thôi. Còn những cái loại mà làm mà bằng cả một con tụ với cả cái củ chép bé tẹo thì trên thị trường rất nhiều. Nhưng anh em chơi nó phải chơi hàng như này, nó chất, phân tần rối, có lọc tần số cao, rất là sạch sẽ, an toàn. 1.500.000 bác nào chốt nhắn tin cho em chốt la chép, nhắn tin cho em đi. 0916 957888 chốt la chép cho em. Đấy, cứ nhắn tin là sẽ nhân viên thu đơn của bác. 1.500.000 vỏ thùng gỗ nha, rất đẹp luôn. 1.500.000 một đôi ba ship, 1.500.000 bác nào chốt nhắn đi ngay cho em chốt la chép 1.500.000. Đây bác cùng nghe qua chất âm nhá. Ai thực sự là con đôi la chép mà nó hát hoàn toàn luôn. Em 0916 97888 chốt la chép cho em 1.500.000 một đôi em ba ship, chào các bác nhá.